cặp đôi Bubadu đã rất xuất sắc kéo trận đấu về vạch cân bằng 15 đều. Rất nhanh nhưng vẫn còn ạ, rất xuất sắc. Thủ tốt quá. Thủ nữa đi nào. Chưa xem kìa, lì quá kìa, vẫn còn, hay quá, hay quá, vẫn còn, tay quá dài, di chuyển quá nhanh, vẫn chưa kết thúc đâu, cũng nghĩ sẽ là một pha đập cổ vào lưới, vẫn còn, 14-15. Thì cầu rất tốt ạ, Bubadu thì cầu rất tốt ạ, vẫn còn, đôi nào vội vàng đôi đó hỏng, vẫn còn, rất hay, một pha cầu rất dài và rất hay. Okay, vậy là chúng ta được đến với trận đấu thứ 5 của đối đầu, điểm 1-2, Bubadu phát cầu. Rất chắc chắn. Vâng, tuy là lứa tuổi trên thôi nhưng các vận động viên đánh rất kỹ thuật và rất kinh nghiệm. Một pha đập cầu không cắm. Cổ tay rất khỏe. Nếu tuổi trên mà đánh ra man thế, thế này thanh niên không đánh lại. Phong cầu rất lao và khó chịu ạ. Liên tục là những pha phong cầu lao ép về góc. Thời gian 4, 3. Điểm 4 đều rồi. Hai đội vận động viên rất cân tài cân sức trong những trận đấu, trong những điểm số đầu tiên. Có những phút thi đấu đầu tiên. Rất khéo léo. Thanh Thủy phát cầu. Rất nhẹ nhàng và khéo léo ạ. Cần căng có căng, cần lỏng có lỏng. Liên tục là những điểm số được Mizuno ghi. Thanh Thủy tiếp tục phát cầu. 8-4 cho Mizuno. 9-4 rồi. Một pha. Đến từ những điểm số dành cho Bubadu, điểm 79 vẫn còn rất đáng tiếc. Vẫn còn. Có lẽ đây là một pha cầu rằng co hay chăng? Vâng. Thủ cầu rất chắc chắn. Rồi cho những phút thi đấu vừa rồi. 10 đều. Liên tục những pha công cầu của đội viên Thủy vẫn còn rất xuất sắc. Đập cầu rất mạnh vẫn còn. Vẫn còn giờ thủ vào quá. Đôi Mizuno đánh hay quá. 13-12 Mizuno phát cầu. Những pha đập cầu rất nặng nhưng vẫn chưa ăn thua, vẫn chưa thể ghi điểm. 14-12 Bubadu phát cầu.
liên tục những pha đấu cầu ngang. Điểm số được ghi cho Mizuno. Buadu lật lưới. Điểm cho Buadu. 14-15. Thì cầu rất tốt ạ. Buadu thì cầu rất tốt ạ. Vẫn còn. Đôi nào vội vàng đôi đó hỏng. Vẫn còn, rất hay. Một pha cầu rất dài và rất hay. Thì cặp đôi Buadu đã rất xuất sắc kéo trận đấu về vạch cân bằng 15-15. Rất nhanh nhưng vẫn còn ạ, rất xuất sắc. Thủ tốt quá. Thủ nữa đi nào. Chưa chết kìa, lì quá kìa. Vẫn còn, hay quá. Hay quá. Vẫn còn, tay quá dài, di chuyển quá nhanh. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi nghĩ sẽ là một pha đập cổ vào lưới. Vẫn còn. Nó tiếp tục trở lại trận đấu nha, 16-15 cho Mizuno. Ăn rồi, vẫn còn kìa, anh thủ thủ cầu gai quá. Buadu phạt, Duba Buadu phát cầu. 6-8. Bật rất cao, bật rất mạnh nhưng vẫn còn. 8. Ở những phút thi đấu cuối cùng. Vẫn còn kìa. Thủ sợ không? Có nghĩ anh nhiên đâu. Đập mãi không chết. 18-19, Buadu phát cầu. Rất đáng tiếc. Vẫn còn kìa, bên Mizuno thủ cầu ảo quá.